Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi nhập khẩu, đó chính là chiếc xe Toyota Avanza. Thưa với quý vị và các bạn, ở Việt Nam mình thì được phân phối hai dòng Avanza. Thứ nhất là cái phiên bản 1.5 MT tức là số sàn và phiên bản 1.5 số tự động. Thì hiện tại hãng đang bán với phiên bản 1.5 số sàn, đang bán với giá là 544 triệu đồng, chưa đăng ký. Nếu đăng ký xong có giá là khoảng 645 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Và phiên bản số tự động đang bán với giá là 615 triệu đồng và nếu đăng ký xong thì nó rơi vào khoảng hơn 700 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe mà hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn đó chính là chiếc xe Toyota Avanza phiên bản 1.5 số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký cuối năm 2020. Chiếc xe đã lăn bánh được 14.000 km rồi. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 535 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 75% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Avanza 7 chỗ ngồi nhập khẩu này thì hãy liên hệ ngay theo số điện thoại của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Avanza này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Avanza 2020 nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia này ạ. Mời quý vị và các bạn. Ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Avanza sản xuất năm 2020 nhập khẩu nguyên chiếc trực tiếp từ Indo này ạ. Vậy đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe để xem chiếc xe sau 2 năm sử dụng thì nó còn đẹp, còn mới như thế nào, có bị đâm đụng hay va chạm gì không. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản ạ. Đây, đầu tiên thì quý vị các bạn xem đây là cái phần bên ngoài. Phần bên ngoài thì nước sơn nguyên bản, sơn zin của xe còn rất là nhiều quý vị bạn nhé. Đấy, nước sơn zin nguyên bản của xe là còn đấy quý vị bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Vì chiếc xe mới lăn bánh có 14.000 km thôi. Đấy, chiếc xe cũng đã được trang bị đầy đủ các option phiên bản số tự động như này, đầy đủ hết cả rồi quý vị bạn nhé. Đấy, từ những cái cặp đèn pha, đèn xi nhan cho đến đèn gầm còn rất là mới, rất là đẹp nhé. Chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, còn nguyên bản hết đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và cái dàn lốp nguyên zin của xe là còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đây, cái chiếc xe được sản xuất năm 20 thì cái dàn lốp này là sản xuất năm 2019 và còn rất là dày, mới lăn bánh được có 14.000 km thôi. Là dàn đúc rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, cả một cái dàn lốp này còn nguyên bản này. Đấy, đết lốp là 2019 còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Cả một cái dàn lốp là còn nguyên hết. Rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đết lốp 2019, cả 4 quả còn nguyên và còn rất là dày đấy quý vị bạn này. Đấy, những cái này còn chưa bị mất này. Đấy. Đồng hồ công tơ mét này là chuẩn quý vị các bạn nhé. 14.000 km lốp sản xuất 2019. Đấy. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 nhưng mà cái lốp là sản xuất 2019 quý vị bạn nhé. Chiếc xe này sơn nguyên bản còn rất là nhiều, còn rất là đẹp. Đấy. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Nó còn những cái cánh cửa này còn chưa xước ạ, chưa sơn lại lại còn nguyên hết quý vị bạn ạ. Đây là cái cụm đèn hậu quý vị bạn nhá. Đây là cái cụm đèn hậu cũng còn rất là mới này. Cụm đèn hậu rất là mới và xe cũng đã được trang bị camera lùi.
đèn phanh trên cao, đuôi gió. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ, phiên bản 7 chỗ ngồi mà giá thì lại rất rẻ, chỉ có hơn 500 triệu đồng thôi. Thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe nhập khẩu này ạ. Chiếc xe được sản xuất tại Indo, màu trắng ngọc trai quý vị các bạn nhé. Hôm nay thì thời tiết nó lại âm u, nó mưa phùn cho nên là nhìn nó không rõ cái ánh ngọc trai đâu. Chứ nếu như chiếc xe này mà quay trời nắng thì nó cái ánh ngọc trai lên rất là đẹp. Về cái phần tổng thể, về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi, và chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, cho nên nó còn nguyên bản và còn rất là mới. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái keo chỉ của cái cánh cửa trước bên lái. Keo chỉ của cánh cửa trước bên lái còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Keo chỉ còn nguyên bản đây ạ. Bên ngoài còn chưa xước sát cơ quý vị bạn ạ. Nói là chưa xước rồi chứ chưa nói gì đến cái việc đâm đụng hay là va chạm. Vì là rất là mới ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được có 14.000 km thôi. Đó. Rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Từ táp bi cửa này cũng rất là mới này. Xe cũng đã được trang bị ghế da, ghế da màu kem, gương chiếu hậu gập điện. Đây là cái cụm điều chỉnh nha, gương này, gương chiếu hậu gập điện này quý vị bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị bạn này. Chiếc xe được sản xuất tại Indonesia này và sản xuất năm 2020. Đấy, sản xuất năm 2020 nhé, chứ không phải là đăng ký 2020. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị các bạn ạ, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, còn nguyên bản hết đấy ạ. Nội thất rất là đẹp. Chiếc xe này là cái phiên bản 7 chỗ ngồi cho nên là xe được trang bị cả dàn điều hòa, cửa gió ở trên trần đây quý bạn ạ. Đấy, được dàn cửa gió điều hòa được thiết kế ở trên trần và ở hai bên luôn quý bạn nhé. Đấy, ở đằng trước đằng sau của trần luôn để cho nó làm mát không gian bên trong rất là nhanh. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì tôi cho quý vị bạn cùng xem bật cái đồng hồ này lên đã nào. Đấy, tôi đã nổ máy lên rồi. Chiếc xe lăn bánh được 14.743 km đây quý vị bạn ạ, tức là 1.400.000 đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng này. Xe cũng đã được trang bị đầu DVD, màn hình, camera lùi, tích hợp chơi cả USB. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Toàn bộ những cái phần nhựa này đều rất là mới. Chiếc xe này thì nó là số tự động cho nên là nó không chạy dịch vụ cho nên còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chứ những chiếc xe số sàn thì phần lớn là mua về để chạy dịch vụ thì thường là chạy nhiều rồi. Đấy, chiếc xe này chạy cá nhân thôi, tên cá nhân. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Toàn bộ những cái phần nỉ này, phần nhựa này đều rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đây là những cái phần trần này. Rất là mới. Đặc biệt ở cái Toyota Avanza này thì là mức tiêu thụ nhiên liệu rất là hấp dẫn quý vị các bạn ạ. Ở Việt Nam mình thì đi mua xe là rất hay quan tâm đến những cái phần nhiên liệu. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất công bố. Tất nhiên là nó cũng sẽ có thể chênh lệch. Đấy, tùy vào từng người đi nữa, tùy từng địa hình nữa. Chỉ 7,73 lít cho 100 km kết hợp và 9,96 lít cho 100 km trong đô thị. Nếu như chạy ngoài đô thị chỉ hơn 6 lít thôi quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là hấp dẫn, rất là tiết kiệm nhiên liệu ạ. Và đây là cái cốp sau nhé, cửa cốp sau. Tôi sẽ mở cho quý vị các bạn xem là cái cửa cốp sau.
Đấy, ốc cốp sau đây quý vị và các bạn nhé. Ốc cốp sau cũng còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản này. Keo chỉ của cốp sau còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Đèn đóm còn nguyên, còn rất đẹp, rất là mới. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cho nên là còn rất là mới quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2020. Tính ra mới sử dụng được hơn 1 năm thôi. Đấy, nội thất này còn rất là đẹp. Toàn bộ những cái phần trần này còn mới nguyên. Hôm nay thì thời tiết nó hơi âm u cho nên là quay nó không được sáng lắm. Thì quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm nhé. Đấy, chứ còn nếu như mà đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng thì chiếc xe nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Đấy. Quay trời nó âm u, trời nó mưa phùn cho nên là nó hơi tối một chút ạ. Quý vị và các bạn này, thông cảm. Và đây là chiếc táp bi cửa sau bên phụ quý vị và các bạn nhé. Táp bi cửa sau bên phụ, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn này. Keo chỉ nguyên bản này, táp bi rất là mới, rất là đẹp luôn. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy. Ốc bản lề này chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì cả cho nên là nó hơi bẩn một chút thôi. Chứ còn này, về cơ bản là rất là đẹp. Những chiếc xe này thì bây giờ nó cận sát Tết rồi. Cho nên là mua về được cái là chúng tôi phải đem ra tôi quay tôi chụp tôi đăng bán luôn. Chứ bây giờ dọn dẹp tôi không có thời gian nữa. Mà hơn nữa là một số anh em thợ dọn là đã về quê ăn Tết rồi. Vì một số địa phương yêu cầu về quê phải cách ly cho nên là anh em đã nghỉ Tết rồi đấy ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên lái. À bên phụ quý vị bạn nhé. Táp bi cửa trước bên phụ này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn. Toàn bộ keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Táp bi rất là mới, rất là đẹp. Ốc bản lề của cái cánh cửa sau đây ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn nhá. Chưa có một cái vết tháo nào cả. Còn nguyên bản hết ạ. Toàn bộ những cái phần ghế này. Đây là những cái vết bẩn thôi quý vị bạn nhé. Chúng tôi chưa dọn dẹp nên nó hơi bẩn một chút ạ. Cơ bản là nó rất là mới đấy ạ. Chưa dọn dẹp thì nó đã mới như thế này đấy ạ. Rồi những cái phần trần rất là đẹp quý vị các bạn. Đây là cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi đằng trước. Đấy. Rất là mát luôn quý vị các bạn nhé. Vì là điều hòa được thiết kế ở trên trần. Đây, những cái này là nó hơi bẩn một chút thôi quý vị các bạn ạ. Chưa dọn dẹp, chưa có đánh rửa gì cả thì nó hơi bẩn một chút. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần động cơ của chiếc xe Toyota Avanza 2020 này. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo đã nào. Đây, ốc cabo còn nguyên bản nha. Chúng tôi cam kết là chưa bị tháo ra, chưa bị sơn. Đấy, ốc cabo nguyên bản này. Ốc chân cabo cũng còn nguyên bản này và còn bẩn này. Chúng tôi mua về còn chưa có dọn, chưa có rửa gì ạ. Đấy, nó hơi bẩn một chút này. Keo chỉ nguyên bản luôn. Đấy, đây là keo chỉ của cái cabo quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ của nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đấy, ốc cabo này còn nguyên bản hết này. Từ những cái ốc chân cabo cho đến ốc tai. Đấy, rồi xương đầu này là còn nguyên hết luôn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị tháo ra một tí nào cả. Chưa có một cái ốc nào bị tháo ra. Rất là mới, rất là đẹp luôn đây quý vị các bạn ạ. Từ những cái chi tiết ở trong cái phần động cơ này nó còn nguyên bản hết ạ. Đấy, mặc dù chúng tôi mua về là chưa có dọn dẹp gì cả nhưng mà nó cũng đã đẹp lắm rồi quý vị các bạn ạ. Đấy. Máy móc còn nguyên, còn đẹp hết. Vì chiếc xe này mới chạy có 14.000 km thì nó chạy rất là ít ạ. Có thể nói là chưa hết rốt đa. Còn rất đẹp. Chúng tôi cam kết về cái phần động cơ này nó còn nguyên bản này. Đây quý vị các bạn xem từng con ốc này nhé. Tôi quay sát lại cho quý vị bạn xem những cái ốc mặt máy này. Đấy, những cái ốc mô buji đấy, các thứ này là còn nguyên này, chưa tháo ra đâu. Đấy, chưa tháo ra một tí nào cả. Chạy quá ít.
Từ những cái tấm chắn nóng cabo này cũng còn rất là mới đây quý vị các bạn ạ. Rất là mới ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 535 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Rồi thì tôi cũng đã giới thiệu đầy đủ về cái phần ngoại thất này, cũng như về cái phần nội thất, về cái phần động cơ của chiếc xe rồi ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Avanza 2020 nhập khẩu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gần chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 535 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 75% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi xin phép được kết thúc video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.